Thưa quý vị, cũng trong chiều và tối qua, lãnh đạo các địa phương trên địa bàn tỉnh An Giang tổ chức nhiều đoàn công tác đến thăm chúc Tết các cơ quan đơn vị làm nhiệm vụ trong đêm giao thừa Xuân Giáp Thịnh 2024. Đoàn lãnh đạo thành ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Long Xuyên cho bà Đặng Thị Hoa Ray, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, bí thư thành ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố làm trưởng đoàn đã đến thăm tặng quà các đơn vị trực Tết và bệnh nhân nội trú không có điều kiện đón Tết cùng gia đình tại Trung tâm y tế thành phố Long Xuyên đến thăm và chúc mừng tại ban chỉ huy quân sự và công an thành phố Long Xuyên, Bí thư thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Long Xuyên được nghe lãnh đạo các đơn vị báo cáo tình hình trực sẵn sàng chiến đấu tại đơn vị cũng như công tác bảo vệ an toàn tuyệt đối cho hai điểm bắn pháo hòa trong đêm giao thừa. Tại Trung tâm Y tế thành phố, lãnh đạo Trung tâm Y tế đã báo cáo tình hình trực chuẩn bị các điều kiện thu dung cấp cứu bệnh nhân trong dịp Tết dịp này bà đặng thị hoa trây bí thư thành ủy chủ tịch hội đồng nhân dân đã đến thăm tặng quà và chúc tết cho các bệnh nhân điều trị nội trú không về đón tết cùng gia đình tại trung tâm y tế thành phố long xuyên Đoàn lãnh đạo thị xã Tân Châu do ông Nguyễn Văn Cợp, bí thư Thư ủy làm trưởng đoàn, đến thăm hỏi, tặng quà và chúc Tết xí nghiệp môi trường đô thị, bệnh nhân điều trị nội trú tại Bệnh viện Đa Khoa và Phòng khám nhân đạo thị xã Tân Châu, nhân dịp Tết Nguyên đáng Giáp Thịnh năm 2024. Tại mỗi nơi đến, ông Nguyễn Văn Cợp, Bí thư Thị ủy và các đồng chí trong đoàn đã thăm hỏi sức khỏe, tặng 205 phần quà Tết cho công nhân xí nghiệp môi trường đô thị, các bệnh nhân đang điều trị nội trú tại các khoa của bệnh viện và phòng khám nhân đạo thị xã Tân Châu, đồng viên các bệnh nhân và thân nhân người bệnh mong bà con thực hiện tốt hướng dẫn của y bác sĩ để sớm bình phục. Đoàn công tác huyện An Phú do ông Trang Công Cường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện làm trưởng đoàn, đã đến thăm tặng quà cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị bệnh tại Trung tâm Y tế huyện. Tại đây, ông Trang Công Cường đã gửi lời chúc mừng năm mới đến bệnh nhân và thân nhân người bệnh đón một mùa xuân mới an khang thịnh vượng, chúc bệnh nhân sớm hồi phục sức khỏe, đồng thời chia sẻ và bày tỏ cảm thông đối với những bệnh nhân chưa thể về nhà đón Tết cùng gia đình. Dịp này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã trao tặng 28 phần quà Tết cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị bệnh tại Trung tâm Y tế huyện. Đoàn lãnh đạo quyền trợ mới do ông Đoàn Thanh Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tổ chức đoàn đến thăm chúc Tết bệnh nhân tại Trung tâm Y tế huyện. Theo đó, đoàn lãnh đạo huyện đã trực tiếp đến các giường bệnh hỏi thăm sức khỏe và tặng 11 phần quà bằng tiền mặt, tổng giá trị trên 3 triệu đồng, động viên các bệnh nhân yên tâm ở lại điều trị, sớm bình phục, trở về với gia đình vui xuân đón Tết. Đoàn công tác Ủy ban Nhân dân huyện Tri Tôn do ông Trần Minh Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện làm trưởng đoàn, đến thăm và tặng quà cán bộ y bác sĩ Trung tâm Y tế huyện và bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện. Đến thăm và tặng quà bệnh nhân đang điều trị tại các khoa phòng của Trung tâm Y tế huyện. đoàn lãnh đạo huyện đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe và tặng quà Tết cho các bệnh nhân và động viên họ yên tâm chữa trị, nhanh chóng hồi phục sức khỏe để vui xuân đón Tết Giáp Thình năm 2024 cùng với người thân gia đình những xuất quà thể hiện sự quan tâm kịp thời của các cấp ủy đảng chính quyền quyền tri tôn và xã hội tới những bệnh nhân trong dịp tết đến xuân về